Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cầu thủ đam mê tiếng cua gáy gọi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Hôm nay trường 78 cua gáy Phú Yên đăng lên cho anh em xem và chia sẻ cho anh em xem một con thổ tốt tiếng một hậu. Con này nó thấy cái máy quay nó mình quay nó hơn nhau. Cái con này nó nói chung là mình tập nó dạng dĩ rồi. Tập dạng dĩ. Đã gí rồi, nó cũng có gí, nói chung là con này đã gí đây đây rồi. Con này là một con thổ khá ly. Mình đặt là con thổ ly. Nói chung là ngoại hình của con chim đây là rất đẹp. Mình nói sơ qua về cái ngoại hình vóc dáng của con chim này. Con chim này là mình bắt ở trên buôn hoang của Tân Lập. Và đây được 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi. Gáy đã gáy rồi, gáy đã dai rồi. Con này thì thổ âm nói chung là nó là giọng thổ, thúc thổ cụ thổ luôn, nói chung là thổ rặt luôn, nói chung là tiếng rất tốt. Đầu thì nó cũng gần tựa như đầu bi, mỏ thì mỏ đinh nha, con này nó mỏ đinh, lùm mũi to, chỉ giam thì nhỏ, ngực thì nô, ngực nô và ngực thòng. Mấy con này trông ác. Thấy mày quay nhau quá. Mấy bữa đúng bình tĩnh. Con này thì bao mình kín. Bao mình rất kín. Lồng gì của nó thì nó đóng nhỏ nhặt và đóng bo điều lên trên lưng luôn. Anh em xem, đóng rồi rõ rồi. Cái lồng gì nó đóng nhỏ lắm. Con này lông đỏ nha. Màu lông đỏ hoặc dầu đen nha. Đuôi thì đuôi vót, chứ không phải đuôi bè đó. Đuôi vót, đuôi tóm nhỏ, bò mình kín. Anh em xem cái lưng của nó, bả lưng của nó rất to, ngực nô, ngực đây, ngực nô, ngực thòng, ngực to chim. Cườm con này nó đóng cườm dây, cườm trăng rất đẹp, rất đẹp. Đóng theo cườm thòng đúng, thòng rất ức này, cườm cao. Con này nói chung là khá bánh tay, đẹp đẹp chim. Chân thì nó đóng bộ chân to nha, anh em xem cái chân nó rất to và lùn. Đây chân ở đây. Chân xương nha, lông đóng phủ gói. Nói chung là những con chim này thì nó sẽ nhanh dạng, đó, anh em xem. Còn hình vóc dáng của nó rất đẹp. Mình nói sơ qua về cái nước chơi của chim này. Con chim này là một con chim mình bắt lồng cò không được và mình cũng chuyển qua bắt đất. Mình bắt con này là bắt đất. Cò thì vờ thì đấu liên tục nhưng mà không chịu nhảy. Trọng chim rồi, nói chung là những con chim mình bắt thì đa số là những con chim này nó trọng quá. Quan trọng là nó hợp tiếng với con chim mồi là nó có ở lại nó đấu. Nhưng mà nó không hợp tiếng với con chim mồi thì đương nhiên nó phải đấu một cấp thì nó bỏ đi. Nó không có đấu nữa. Quan trọng là nó hợp. Nó hợp và con mồi mình siết vô nữa, hai cái kết hợp nữa thì đương nhiên là nó phải ở lại nó chơi và nó sẽ mùi và đến khi là nó phải nhảy. Chứ còn bối mà bây giờ bối trận mà cáp vô mà chơi nó năm ba lao rồi bay đi rồi ăn tu luốc rồi thôi cũng như không. Mày quay nhà quá, đứng bình tĩnh nha. Con này nói chung là kèm rất dày. Nói chung đồ gù của nó thì quá tuyệt vời rồi. Anh em không cần phải bàn cãi. Nói chung là con này là một con là dặm thì lót lót thôi. Dặm thì nói chung là mình nói là mư thì nó là 4-6 rồi. Nó dặm được 4 rồi, lót lót thôi. Nhưng mà lèo. Lèo rất dày và kèm rất dày. Đối với độ gù của con này thì mình nói là gù quá tuyệt vời.
ở xa là nói chung là cũng khống được, nhưng mà không có khống, tự khống. Mình nghe nó ở bờ đồi bên kia là nó tự khống được, nhưng mà chưa có nghe rước, chưa có nghe rước. Khống rước thì nó cũng tương tự với nhau, nhưng mà nói chung là mình chưa nghe. Hôm nay mình nuôi và đã gáy rồi. Những con chim ấy thì mình chấm tuyệt đối, vừa âm giọng cũng như là vừa tố chất, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em xem con đùi nó rất to, mỏ đinh, mỏ rất đẹp, mỏ đinh, đầu mặt rất xấu, đầu mặt rất dữ, nói chung rất dữ dịp. Nó mình thả cò thì nó không, nó sáp mà nó chơi với con mồi mình là 50-50 luôn, nhưng mà không chịu nhảy. Trọng quá trọng, hình như là cũng đã biết lập gáo rồi, cũng đã biết lập rồi, cứ nó quẳng, nó đá không à, và nó gù, nó làm cho nó không chịu nhảy. Mình mới thấy lâu quá thì mình cũng nôn nóng, mình thấy con chim hay mình cũng đi về mà không bắt được, đi về thì tiếc. Thôi mình thả cái lực cho nó xuống cho mình bắt, thả lực thì xuống thì cũng ở trên cây chơi chứ cũng không chịu xuống, nhưng mà chừng đoạn sau này thì thấy là nó xuống, thì nó xuống thì mình cố tình bắt nó thì mình cắm giò dày, nhưng mà nó khôn rồi, nó cứ nó ở xa 2 mét không mà nó không chịu vô. À, mình trưởng nào thâu xong rồi, thâu chết rồi, thâu không bắt được, nhưng mà đến nó kèm miết, nó đấu với con chim mình ở từ xa là cứ cách 2 mét, gần 3 mét là nó đấu, nó không vào. Nhưng mà hay mùi quá mùi rồi, buộc phải vào. Vào thì mình cắm giò bên trong thì ảnh làm được chắc 10 gần tới sạc 23, 24 là mới dính ảnh. Ở ngoài thì đứng gù miết. Còn này đám cườm đen cũng rất nhiều nha, cườm trắng. Em bắt ảnh này mang ảnh ảnh cái cục chì sao ảnh còn sung quá, sung anh mang anh lọt vô hố, cắm xuống dưới hố luôn. Mình theo mình gỡ con chim này cũng nói chung là cũng nan giải. Bắt con chim này mừng, mình cứ nghĩ là mình thả đất mình nó không xuống và mình bắt con chim này không được, mình phải chờ nó sung và đến mấy ngày sau mình phải quằn lại. Nhưng mà tình cờ nói chung là cũng là cái duyên nợ, cũng đưa em nó về đòi. Hôm nay mình đang lên và chia sẻ cho anh em, và anh em nào xem hợp thì liên hệ mình. À, số điện thoại của mình là 0935 46 48 34, hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Anh em xem hợp thì liên hệ với mình. Bữa mình cắt cái đuôi nó hơi cục quá nên nó khó coi, cho nên cắt thêm dài mấy phân nữa thì mình thấy cái đuôi nó đẹp, nó cân đối con chim. Nhưng mà con chim này dài chim lắm, con chim to con mình dài, anh em xem không, mình nó rất dài, bọn mình kín. Anh em lấy về thì nói chung con này gọt lên mồi thì anh em khỏi phải bàn, khỏi phải suy nghĩ. Con này nói chung đặc biệt của nó là da gù, nó vừa độ gù của nó thì mình phải kính nữa, mà mình phải kính nữa. Nhưng mà một con chim mà mình chọn hoàn hảo 10 điểm thì cũng rất là khó. Những cái điều quan trọng là nói với anh em là độ gù cho cứng là được, chứ còn nước tiền của nó thì mình nói chung mình chấp nhận, mình bỏ được, nó dặm lót lót rồi nó lèo lót lót hay là như thế nào thì mình chấp nhận được, nhưng mà vào bên trong thì buộc phải cứng gù để bắt được bói. Chứ còn lơn tơn là nay bói bây giờ bắt còn khó khó. Còn những con chim mà mình nuôi nổi mà nó bắt được 1-2 con rồi bắt đầu là nó ra nước, bắt được 4-5 con nữa ra nước nữa, nó ra, nói chung là nó càng 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 bắt nhiều mỗi thì nó càng ra nước chơi. Thì hồi mình thấy nó đầu đầu tiên thì mình thấy nó nổi thì nó không có dặm, nhưng mà sau này nó bắt rất nhiều mỗi thì nó phải nó trổ ra, nó dặm cũng lót lót hoặc là hơn lót lót một chút, ví dụ mình nói thế. Con này có bộ ngực mình thấy so với những con chim khác thôi, ngực anh to mà anh thòng, anh thòng mà xà xuống, không, rất bảnh, rất bự.
Rồi, trước hết thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em cầu thủ đã nhín một ít thời gian theo dõi cái video của mình, và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em cầu thủ trong suốt thời gian qua đã đăng ký kênh và ủng hộ mua chim cu của mình. Mình cũng xin chào và hẹn gặp tất cả các anh em trong những cái video kế tiếp.